xin kính chào toàn thể các khách hàng của nhà vườn Đạt Nhung. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu đến các bạn về một lô cây việt quất đang có sẵn quả như thế này. Cây việt quất đang có sẵn quả như thế này, mọi người có thể trồng trong chậu được hoặc trồng ra đất, tùy ý. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số công dụng của cây việt quất. Lợi ích của việt quất đối với sức khỏe. 1. Giàu chất chống oxy hóa. Quả việt quất có rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 2. Giảm lượng đường trong máu. Việt quất có nhiều chất xơ và ít đường hơn so với các loại trái cây khác, không làm cho lượng đường trong máu tăng đột biến. 3. Cải thiện trí nhớ. Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa bệnh liên quan đến tuổi tác, suy giảm nhận thức và bảo vệ tế bào thần kinh. 4. Cải thiện tim mạch. Việt quất chứa chất chống oxy hóa, làm giảm mức cholesterol gây tắc nghẽn động mạch. 5. Tăng cường trao đổi chất. Manga và kali trong việt quất có lợi cho quá trình trao đổi chất, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và cải thiện chức năng gan. 6. Tăng cường miễn dịch. Các vitamin và khoáng chất trong việt quất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Quả việt quất có màu xanh đen sậm, mọc thành chùm tròn và mọng. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh đặc trưng rất dễ gây nghiện. Đặc biệt quả việt quất khá sai, nên nếu trồng đúng kỹ thuật thì một cây bụi có thể cho đến 6kg quả. Cây giống việt quất là loại cây yêu thích ánh sáng, nhiệt độ thích hợp để trồng từ 20 đến 36 độ C, cho nên các bác lưu ý trồng nơi có ánh sáng đầy đủ. Mọi người có nhu cầu mua cây giống việt quất chuẩn thì vui lòng liên hệ nhà vườn Đạt Nhung theo địa chỉ khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội để được mua giống và tư vấn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.